Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với cái chương trình đào tạo của chúng tôi. Tôi là Phan Anh, giảng viên Đại học Thương mại và chuyên gia về Marketing Online. Và bài học này thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn là 10 bước cơ bản để chúng ta có thể xây dựng thành công một cái thương hiệu dành cho doanh nghiệp hoặc là các cá nhân. Vâng, một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ, một cái thương hiệu mà chúng ta kinh doanh nào đó trên thị trường. Thì các bước cơ bản của nó là gì? Thì tôi sẽ đưa cho các anh chị một cái công thức gồm có 10 bước, được chưa ạ? Vâng. Đầu tiên thì bước thứ nhất là các anh chị và các bạn cần phải nghiên cứu các cái giá trị cơ bản của sản phẩm và dịch vụ đó. Các cái giá trị cơ bản ở đây thì là mình phải trả lời cho câu hỏi là cái sản phẩm này của chúng ta là có gì khác biệt, cung cấp được những cái giá trị gì cho khách hàng, tại sao khách hàng lại cần mua cái sản phẩm này, tại sao mình lại bán được cái sản phẩm này, đúng không ạ? Và chúng ta phải đi xác định cái từ tiếng Anh có tên là USB, gọi là Unique Selling Point, tức là những cái điểm khác biệt so với các cái đối thủ trên thị trường và khác biệt so với chính mình. Lợi thế cạnh tranh của mình là gì, đúng không ạ? Mình phải chỉ ra được, ví dụ như lợi thế cạnh tranh về giá, lợi thế cạnh tranh về tài chính, lợi thế cạnh tranh về quy mô chuỗi, đúng không ạ? Chúng ta kiểm soát được chi phí, chúng ta kiểm soát được chất lượng, chúng ta kiểm soát được cái hoạt động sản xuất chẳng hạn, vân vân. Thì những cái điều đấy để chúng ta có thể là lựa chọn những cái giá trị cốt lõi. Thí dụ như là tôi đang tư vấn cho một cái trang trại, họ làm về thịt lợn rừng, họ kiểm soát được chi phí sản xuất rất là tốt, đúng không ạ? Họ có thể cung cấp ra thị trường lợn rừng có chất lượng đồng đều, rồi thì thịt rất là ngon và đạt các tiêu chuẩn rất là cao của vệ sinh an toàn thực phẩm đó, rồi truy xuất nguồn gốc rõ ràng, vân vân. Và đặc biệt là giá nó luôn luôn ổn định, bởi vì người ta sản xuất nó không bị bệnh dịch, vân vân. Đấy, và người ta bán được cái giá nó vừa phải ổn định. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là các anh chị nên tập trung. Bước số 2 là chúng ta sẽ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và các cái cơ hội trên thị trường. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh? Bởi vì chúng ta cần phải biết là đối thủ đang làm gì, làm như thế nào, họ phát triển kênh ra sao, họ có bao nhiêu cửa hàng, họ bán lẻ như thế nào, họ chiết khấu bao nhiêu phần trăm, họ đào tạo nhân sự sale như thế nào, đúng không ạ? Khả năng tài chính của họ, họ đã chiếm được bao nhiêu phần trăm thị phần, tại sao khách hàng mua hàng của đối thủ, khách hàng hài lòng về điều gì về đối thủ, khách hàng không hài lòng điều gì về đối thủ. Chúng ta sẽ lựa chọn thị trường ngách như thế nào để chúng ta có thể cạnh tranh được, chúng ta có thể bằng được với đối thủ, hay là chúng ta có thể vượt qua được đối thủ đó. Và phân tích các cơ hội thị trường, đúng không ạ? Cái thị trường nào đối thủ đang để bỏ ngỏ, cái thị trường nào mà chúng ta có thể xâm nhập vào đó. Thí dụ như quay lại với cái sản phẩm là thịt lợn rừng, thế thì cái trang trại này họ sản xuất lợn rừng thật sự là con lợn rừng, chứ không phải con lợn mán, cũng không phải con lợn đen, mà đây là giống lợn rừng, đúng không ạ? Bố lợn rừng, mẹ lợn rừng nuôi trong cái điều kiện trang trại chăn thả tốt, có cái công nghệ cũng như là kỹ thuật chăm sóc tốt để có thể đảm bảo được cân nặng, đảm bảo được chất lượng thịt, và nó sẽ xử lý được các cái vấn đề về chi phí sản xuất, bệnh dịch, vân vân. Và cái sự khác biệt ở đây đấy chính là gì ạ? Lợn rừng chứ không phải lợn trắng, cũng không phải lợn mán, đúng không ạ? Đó là cái điều khác biệt. Và sau đó thì các bạn cần phải phát triển thêm những cái giá trị gia tăng như là các món ăn, công thức nấu, rồi thì các cái giá trị gia tăng khác như là gia vị để hướng tới người tiêu dùng. Thì đó chính là cái mà sẽ giúp cho các bạn có cái cơ hội thành công. Vâng, và mình luôn luôn suy nghĩ là làm thế nào mình có thể bằng được đối thủ, hơn được đối thủ và khác được đối thủ, thì đó là chúng ta mới thành công được, đúng không ạ? Vâng, cái nội dung số 3 đấy là chúng ta cần phải nghiên cứu khách hàng mục tiêu và trả lời cho câu hỏi đấy là chúng ta sẽ có profile khách hàng như nào. Chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là giới tính là nam hay nữ, tuổi tác bao nhiêu, sống ở những khu vực như thế nào. Chúng ta mô tả kỹ ra, đúng không ạ? Thiết bị người ta sử dụng như là online vào giờ nào, sử dụng iPhone đời bao nhiêu, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hay 11, 12 gì đó, Samsung đời gì, hay là máy tính sử dụng đời gì, mạng xã hội sử dụng như thế nào, cái thói quen mua hàng như thế nào, cái lòng tin hay cái điều gì khiến cho người ta ra quyết định mua, thì chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ survey, tức là các công cụ khảo sát, hoặc là chúng ta có thể vào các hội nhóm chúng ta đặt câu hỏi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng Facebook hoặc là Google để chúng ta chạy testing thị trường, tức là chạy thử. Cái điều rất là khác biệt so với các cái công cụ online đó là chính là
chúng ta có thể sử dụng những công cụ này để khảo thị trường, khảo về giá, khảo về những cái sản phẩm để trước khi chúng ta quyết định đầu tư kinh doanh. Ở đây cũng là một điều mà khiến cho chúng ta rất là an toàn. Việc nghiên cứu khách hàng mục tiêu rất là quan trọng, bởi vì chúng ta phải biết họ thích gì, họ cần gì, họ muốn gì, họ sợ gì, điều gì làm cho họ sung sướng, điều gì làm cho họ an toàn, điều gì làm cho họ ra quyết định mua, điều gì họ không thích, điều gì họ không hài lòng. Thì từ đó chúng ta sẽ cung cấp sản phẩm cũng như dịch vụ cho họ để chúng ta khẳng định được cái vị thế cũng như là cái thương hiệu của chúng ta trên thị trường. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ cần phải xây dựng các cái sứ mệnh cũng như là tầm nhìn của thương hiệu. Sứ mệnh tôi muốn là sẽ đem cái thịt lợn ngon nhất, sạch sẽ nhất, an toàn nhất, vệ sinh thực phẩm nhất, đúng không ạ? Tốt nhất với giá hợp lý nhất, dịch vụ nhanh nhất, chu đáo nhất, vân vân. Đấy là cái sứ mệnh của tôi. Thế thì cái tầm nhìn của tôi là gì? Tầm nhìn của tôi là tôi có thể trở thành một cái nhà cung cấp thực phẩm là chuyên về lợn rừng, có thể có các nhà hàng, chuỗi nhà hàng hay là các cái thịt lợn phi lê với cái quy mô rất là lớn, đúng không ạ? Và luôn luôn đạt cái tiêu chuẩn về mặt chất lượng, về mặt dinh dưỡng, an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Thì đó chính là những cái tầm nhìn, hoặc là trong những cái ngành của mình, đúng không ạ? Ví dụ như thời trang mình muốn trở thành một cái nhà bán lẻ hàng đầu, hay là trong cái lĩnh vực công nghệ là mình trở thành là một cái nhà sản xuất hàng đầu, hay là trong lĩnh vực đào tạo như thầy Văn Anh đang làm chẳng hạn thì mình trở thành một cái chuyên gia hàng đầu. Thì đấy là cái tầm nhìn của mình muốn giúp đỡ người khác thành công, mình muốn cho họ những cái cơ hội để họ có thể thành công hơn. Thì trong cái quá trình làm kinh doanh thì chúng ta luôn luôn phải có cái triết lý kinh doanh, có cái sứ mệnh kinh doanh và có cái tầm nhìn kinh doanh, đúng không? Và cái lợi thế kinh doanh của chúng ta nữa. Và bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải xây dựng một cái hệ thống giá trị cốt lõi. Và một cái hệ thống giá trị cốt lõi ở đây là gồm những cái gì? Ví dụ như là về giá, về năng lực sản xuất, về công nghệ, rồi thì về nhân sự hay về bí quyết kinh doanh, đúng không ạ? Hay lợi thế nhờ quy mô, vân vân. Thí dụ như là các bạn thấy đấy, như là các cái sản phẩm của Apple thì họ rất là bền, rất là đẹp, rất là đắt và rất là liên tục là cập nhật và cái yếu tố an toàn, rồi hệ sinh thái, đấy chính là giá trị cốt lõi. Hay là các cái hãng công nghệ như là Facebook, đúng không ạ? Họ sở hữu số lượng là hàng tỷ tỷ người dùng, thì đấy chính là cái giá trị cốt lõi của họ, đấy là sự kết nối, đúng không ạ? Họ chiếm được những cái từ khóa rất là quan trọng, đấy là họ kết nối với thế giới, đúng không ạ? Họ kết nối bạn bè lại với nhau. Và đấy là lý do tại sao mà CEO của Facebook là Mark Zuckerberg có nói rằng là gì ạ? Nhiệm vụ của chúng tôi là kết nối thế giới để con người có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng hơn, và cái giá trị cốt lõi của tôi là như vậy. Còn tôi kiếm tiền bằng cách là tôi bán quảng cáo chẳng hạn, hay là tôi bán hệ thống, hay tôi bán dữ liệu, vân vân, rất nhiều thứ nha. Hoặc là những cái hãng như là về thời trang, đúng không ạ? Chẳng hạn như Zara, HM, tại sao họ thành công được? Bởi vì họ có khả năng sản xuất với tốc độ nhanh, họ có khả năng sản xuất với chi phí rẻ, và họ có khả năng đổi mới, đúng không? Thế còn có những hãng nó cũng chết, bởi vì sao? Sản xuất bây giờ không theo kịp, rồi giá cao, rồi chi phí bán hàng cao. Trong khi đó người ta tập trung vào mua hàng online rất là nhiều và giá thì phải rẻ. Đấy, hoặc là những cái đồ xa xỉ như là LV hay Gucci bây giờ vẫn có cái sự thành công là về cái số lượng người giàu bây giờ tăng lên, đúng không ạ? Và họ có những cái giá trị cốt lõi về mặt thương hiệu, rồi thì họ có những cái giá trị cốt lõi về mặt ý tưởng thời trang đó. Cái nội dung tiếp theo, các cái bước tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải cá biệt hóa, cá nhân hóa thương hiệu. Bằng chứng là ví dụ như là hãng Dell có thể sản xuất máy tính theo yêu cầu của từng khách hàng đó. Thế rồi thì thời trang có thể may đo theo từng yêu cầu của khách hàng, gửi email marketing có thể gửi cho từng người, gửi Facebook có thể gửi xin chào Phan Anh. Cái đó người ta gọi là cá biệt hóa, cá nhân hóa thương hiệu. Hay là một cái chiến dịch như là Coca-Cola tag name, đúng không ạ? Họ có thể là tạo ra những cái lon Coca nhưng có tên của Phan Anh, hay là tên của Tom, hay là tên của David. Cái này khi mà tôi sang Mỹ tôi vẫn thấy họ vẫn đang đang xài, đang áp dụng, vẫn rất là thành công đó. Thế thì mình cần phải có những cái suy nghĩ về việc là làm thế nào bây giờ mình có thể cá nhân hóa được khách hàng, cá nhân hóa được thông điệp, cá nhân hóa được chiến dịch kinh doanh, thì mình mới là thành công trong cái thế kỷ bây giờ. Cái thời gian bây giờ là đang cái sự cạnh tranh nó sẽ là bão hòa. Các khách hàng người ta mong muốn có những cái sự khác biệt thật sự, và có những cái riêng cho người ta, có đúng không ạ?
thì chúng ta luôn luôn suy nghĩ về những điều đó cho tôi. Bước tiếp theo đấy là chúng ta cần phải xây dựng cấu trúc và xác định cái mô hình kinh doanh cho thương hiệu đó. Thế thì ở đây là chúng ta sử dụng cái cấu trúc như thế nào? Tức là chúng ta có thể sử dụng cấu trúc là ô, hay là cấu trúc gia đình, hay là cấu trúc đơn lẻ. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách mà các bạn làm thương hiệu. Chẳng hạn như đối với hàng tiêu dùng thì thường là người ta sẽ sử dụng thương hiệu độc lập. Thí dụ như hãng Unilever thì họ có thể đẻ ra Do rồi PS rồi rất nhiều những cái thương hiệu con, bởi vì cái sự thành công đối với những cái thương hiệu này nó khó, và vì vậy nó không muốn ảnh hưởng đến thương hiệu mẹ. Đấy, chỉ những cái thương hiệu nào thành công rồi thì bắt đầu nó mới gắn là dạng một sản phẩm của Unilever vào. Thì cái đấy là cái gọi là chúng ta có thể cấu trúc, đúng không ạ? Hay là những cái mô hình kinh doanh làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như là nền kinh tế chia sẻ, đúng không? Uber người ta chỉ sở hữu mỗi một cái công nghệ, đấy là đặt xe. Và sau đó người ta huy động được cái khối lượng xe vào người ta làm. Đó. Thế hay là hãng Tesla thì bắt đầu là gì ạ? Sản xuất những cái xe động cơ điện với giá rất là hợp lý, và khách hàng rất là dễ chấp nhận, không tốn chi phí. Khi mà làm thương hiệu mà làm kinh doanh ấy, thì tôi luôn luôn nhấn mạnh là quan trọng nhất là các bạn phải có mô hình. Mô hình trả lời cho câu hỏi là sản phẩm là gì, giá bán là gì, chương trình khuyến mại là gì, lợi thế kinh doanh là gì, đúng không ạ? Khả năng tài chính là gì, bán cho ai, bán như thế nào. Mình trả lời được hết những yêu cầu như vậy thì mình đã có được cái cấu trúc kinh doanh tốt, mô hình kinh doanh tốt, và mình phải thích nghi với thị trường, đúng không ạ? Mình phải thích nghi với thị trường, bởi bây giờ hành vi của khách hàng thay đổi quá nhanh, nhu cầu của khách hàng thay đổi quá nhanh, các cái nhà sản xuất thay đổi cũng quá nhanh, đúng không? Ngày xưa iPhone các bạn thấy đấy, 2 năm họ mới làm một cái sản phẩm mới, nhưng bây giờ cái tốc độ có thể là gì ạ? Trong vòng 1 năm, thậm chí sắp tới là 6 tháng, họ sẽ liên tục đổi mới để cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Bởi vì cái nhu cầu thay đổi nó cũng khá là nhanh. Ví dụ như ngày xưa bạn sửa cái tivi, sửa cái quạt điện để sử dụng, nhưng bây giờ người ta cũ, người ta có thể vứt luôn, thanh lý, cho về quê, người ta mua cái mới. Vì sao? Nó quá là rẻ. Đấy. Cuối cùng, chúng ta sẽ bắt đầu là phát triển văn hóa của thương hiệu. Văn hóa là gì? Đúng không ạ? Ví dụ như cái cách chúng ta đối xử với khách hàng, cách mà chúng ta phục vụ khách hàng, cách mà khách hàng cảm nhận về văn hóa thương hiệu. Thí dụ như là Starbucks Coffee, đúng không? Thì các bạn thấy đấy, nó có một cái sự đồng nhất trên toàn cầu, và nó cũng có một cái chiến lược là sẽ địa phương hóa. Với mỗi một cái quốc gia nó sẽ nghĩ ra được một cái gì đó khác biệt một chút, nhưng nó dựa trên những cái nền tảng là giống nhau, cùng là cái khả năng tiêu chuẩn hóa và dịch vụ chất lượng cao. Đó, thì cái văn hóa thương hiệu là cái cảm nhận của khách hàng đối với cái thương hiệu này nó như thế nào, nó có thành công hay không, có đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục, đấy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái lịch sử là văn hóa thương hiệu để chúng ta có thể mài ra, để chúng ta chia sẻ là họ có 10 năm kinh nghiệm hay là họ có 20 năm kinh nghiệm, họ có lịch sử văn hóa lâu đời. Thí dụ như là hãng cà phê Starbucks Coffee thì các bạn nói rằng là nó có một cái văn hóa và bề dày lịch sử rất lớn, đúng không? Từ năm 1912 là họ đã mở cái cửa hàng Starbucks Coffee đầu tiên trên thế giới, và đến bây giờ nó có thương hiệu cỡ 100 năm rồi. Thì nó không phải là tự dưng, và lúc đó người ta có thể sử dụng những cái thương hiệu đó, người ta dệt lên những cái câu chuyện. Tất nhiên là có những cái thương hiệu người ta cũng có chỉ cần 1-2 năm người ta cũng có thể thành công. Ví dụ như là những cái công nghệ mới, hoặc là những cái sản phẩm mà fast food chẳng hạn, đúng không? Hay là trà chanh chẳng hạn, cũng chỉ cần một thời gian ngắn là chúng ta đã có thể làm được rồi. Đấy, thì chúng ta có thể kể về thương hiệu, chúng ta có thể kể về triết lý kinh doanh, chúng ta có thể kể về lịch sử và những cái doanh thu, rồi những cái mô hình, rồi những cái bằng sáng chế. Đấy là những cái mà chúng ta có thể làm đó. Cái nội dung tiếp theo, đúng không ạ? Cái bước tiếp theo đó chính là chúng ta phải xây dựng được cái lời hứa thương hiệu. Lời hứa thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải tuyên bố, đúng không ạ? Tuyên bố là tôi sẽ như thế này, tôi cam kết như này. Nhưng mà quan trọng hơn cả đấy là chúng ta phải thực thi được. Chúng ta thực thi được thì chúng ta mới xây dựng được cái lời hứa đó một cách thành công. Bởi vì khách hàng rất sợ là những người hứa suông, hứa hão, đúng không ạ? Vâng. Tôi cam kết sản phẩm của tôi là chất lượng thế này, tôi cam kết là dịch vụ của tôi này, và tôi làm đúng cái cam kết như vậy. Thậm chí tôi còn làm nhiều hơn cái cam kết đó, đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục, đấy chính là gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải có định vị được cái tài sản thương hiệu, cái giá trị thương hiệu đó. Thì hiện nay có những cái tổ chức người ta chuyên định giá thương hiệu. Ví dụ như top 100 thương hiệu lớn nhất thế giới thì người ta định giá trên những cái gì?
người ta định giá trên cái giá trị sản xuất hiện tại, doanh thu hiện tại, rồi lịch sử, rồi cái khả năng yêu mến, khả năng hiểu biết, khả năng trung thành. Thì cái công thức này nó khá là phức tạp, nó không dễ như chúng ta nghĩ đâu. Vâng, thế nhưng mà đấy là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cần phải hiểu là một cái thương hiệu nó có giá trị. Đôi khi cái thương hiệu đấy có thể kinh doanh vẫn đang thua lỗ, nhưng nó vẫn có thể có giá trị hàng tỷ đô la hoặc hàng trăm triệu đô la. Bởi vì người ta nhìn thấy cái tiềm năng của nó, nhìn thấy cái triết lý, nhìn thấy cái giá trị của nó trong tương lai. Và chỉ cần một thời gian ngắn nó thành công thôi thì nó có thể có doanh thu rất là lớn. Họ có thể đạt được cái giá trị lợi ích rất là lớn, và có thể trong một cái thời gian 10 năm họ sẵn sàng hy sinh về mặt chi phí. Thí dụ như là Amazon, đúng không ạ? Các bạn biết rồi là trong vòng 7 năm đầu tiên là hãng liên tục lỗ, đến năm thứ 8 mới bắt đầu đạt điểm hòa vốn. Nhưng bây giờ các anh chị thấy là giá trị vốn hóa của Amazon rất là lớn. Cổ phiếu của Amazon là có giá cỡ khoảng 2.000 đô la một cổ phiếu. Thì đấy là một cái con số rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Rồi, thì tôi vừa trình bày với các anh chị và các bạn một cái bài, cái quy trình xây dựng thương hiệu trong 10 bước cơ bản để các anh chị có thể tham khảo và áp dụng đối với quá trình kinh doanh, quá trình làm thương hiệu của mình trong lĩnh vực sản xuất hay lĩnh vực thương mại hay là trong bất kỳ một cái lĩnh vực gì. Thì chúng ta phải chú ý đến các cái điều đó và chúng ta cần phải có một cái kế hoạch dài hạn, đúng không ạ? Có thể chúng ta xây thương hiệu trong 10 năm, 20 năm, nhưng mà hiện nay khủng hoảng truyền thông cũng rất là kinh khủng. Nó có thể phá hủy cái công sức cũng như là cái giá trị của chúng ta trong một thời gian dài. Và trong một cái chớp mắt thôi chúng ta có thể mất hết, đúng không ạ? Mất từ uy tín, mất từ danh dự, mất tiền và mất thương hiệu. Bằng chứng là có rất nhiều những cái vụ việc như là thương hiệu Khải Siêu hay là thương hiệu Asanzo hay rất là nhiều các vụ việc khác cũng đã làm cho thương hiệu trở nên rất là nguy hiểm và thiệt hại rất nặng nề, đúng không? Vì vậy lời khuyên của tôi là chúng ta hãy kinh doanh một cách chân chính, kinh doanh một cách lành mạnh và khoa học, dựa trên các cái nguyên tắc là tôn trọng khách hàng, tôn trọng pháp luật và có am hiểu sâu về marketing nói chung và marketing online nói riêng. Vâng, nếu bất kỳ anh chị nào mà đang kinh doanh mà gặp phải các vấn đề về bán hàng, kinh doanh marketing truyền thông hoặc là cần đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp, cần tư vấn thì các anh chị có thể liên hệ với công ty PA Marketing của chúng tôi hoặc là liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi tại địa chỉ email phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline hoặc là số điện thoại 0989 623 888 để được tư vấn và trợ giúp. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong vào tiếp theo.